Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình sẽ quay cái quá trình chạy thử của chiếc ghe này nha các bạn. Chiếc ghe này có chiều ngang là 3m8, chiều dài là 14m9, có gắn một động cơ Cummins 350, đi hộp số là 5 tua, dung dịch là 1m4. Quá trình hoàn thiện của chiếc ghe này là 1.150 tỷ nha các bạn. Đây thì hồi bữa mình đã quay chiếc ghe này hạ thủy cho mọi người xem, hôm nay thì tới cái quá trình chạy thử ha. Chiếc ghe này làm nghề ốc nha. Sở dĩ cabin màu vàng tức là cái chiếc ghe này còn dưới 15m, 14m9 ha. Còn nếu mà trên 15m thì phải bắt buộc gắn hộp đen, cabin màu xám. Bây giờ thì mình sẽ mời tất cả các bạn mọi người cùng đi một vòng ra biển chạy thử với mình nha. Đây là phía trong hầm máy đây các bạn, hộp số là 5 tua ha. Cũng lâu lắm rồi không có quay chạy thử. Đây là cái này là người ta lái bằng vô lăng thủy lực ha, cho nên là nó rất là nhẹ. Còn bên trong nội thất thì các bạn thấy không, rất là sang trọng và xịn sò luôn ha. Đó, hỏi với u một cái màu rất là bóng loáng, cho nên là đôi khi chiếc ghe nhỏ mà có giá tiền cao là tức là nhiều khi cái phụ tiện rồi các cái trang trí rồi nó hơi khác chút nha. Cái máy này mà gắn cho xà lan thì chắc độ khoảng 1.000 tấn đổ lại là cũng xài được đó các bạn. 1.000 tấn hay 800 tấn là xài cũng êm á, 350 còn lớn ha. Rồi tắt luôn nước. Đây bây giờ thì chuẩn bị đề để chạy thử nha các bạn. Anh này nó châm nước rồi này. Rồi. Cốc đề nó tuôn. Quang. Đừng có chơi đựng đề nha, lấy ra đi. Đừng đụng vô nha. Đang chỉnh nè, anh có gâu anh đang chỉnh cái cốc đề các bạn. Có gâu. Rồi, anh đừng kiếp chuyện. Rồi. Anh có gâu. Rồi. Đây. Bắt đầu thì sẽ các bạn hãy cùng xem cái màn ra biển chạy thử ha. Cái này nghe nói là chạy cũng gần chục lý vậy đó. Đây là cái tiếng máy khá là quen thuộc của Cummins 350. Đấy là rất là quê tai các bạn. Đó là có cái tiếng trục bô đó ha. Ra lên cái coi nghe đã lắm các bạn. Giờ anh đang kiểm tra nước nồi có đầy đủ chưa ha. Chiếc này thì chưa vẽ tên nha. Chiếc bên này thì có chữ màu xanh đậm nhưng mà cabin màu vàng. Màu xanh đậm này thì ở Phú Quốc. Chủ ghe này thì ở Tâm Bản gần Hà Tiên. Bồ quá thử rồi, cái bồ này như cái bồ xà lan vậy, cái máy ghe xà lan vậy. Còn cái tiếng máy nghe đã ha. Còn bên đây là mấy cái bếp ăn nè các bạn. Ly đường một ngọt muối tiêu muối ớt gì nè ha, đưa vô đây rút ra nên thoải mái. Anh chỉ thực cùng coi kiểm tra rồi còn cái gì không ha. Cái chiếc này cabin ở bên trong cũng rất là rộng ha, này nằm cũng được 5 người á, còn lát sạp chỗ này thêm nữa. Đây bây giờ mở dây chuẩn bị chạy ra biển nha. Đại Đông quen thuộc chúng ta là anh Văn Lại Nguyễn nha các bạn. Tại vì ghe mới thì ảnh phải có nhiệm vụ là anh phải thử mới được ha. Rồi, các bạn xem cú quay đầu xùm cho bác nè. Cái vô lăng thủy lực này người ta bộ làm thể lực thì lái nó rất là nhẹ các bạn, quay một vòng nó sẽ đi một vòng thôi, còn cái lái cơ nó quay 7-8 vòng nó mới đi. Nước đen xì đục ngầu luôn thấy chưa, nghe cái tiếng nó tạc tả thiệt chứ. Má ơi, chung dịch nó mạnh thiệt chứ. Bây giờ thì chưa quay đầu được nha các bạn. Giờ này thì cũng đã là gần Tết rồi cho nên tàu ghe vô rất là đông.
cái vô hành thủy lực là người ta lái như thế này đây các bạn, đó các bạn thấy không, rất là nhẹ nhàng, lái rất là tình cảm ha. Quá mạnh rồi, cái bộ nó hú này đã thì chưa. Ở trong đây thì người ta không có dám chạy lớn nha các bạn, tại nếu mà chạy lớn là dắt lào hút mấy bao à. Đây cái là ghe thổ người ta vô đông đó, cho nên là cứ chạy từ từ là tình cảm thôi. Mấy chiếc ghe này chuẩn bị vô ăn Tết nè. Chiếc bên đó là gắn động cơ Cummins N14 nha các bạn, năm đó mình có quay á. Nước ở phía sau sáng sáng luôn các bạn. Cái này ra biển chạy cũng dữ dằn lắm nha. Thì mình qua bên tàu kéo nha các bạn. Xuống nha. Qua bên này quay nó thấy toàn cảnh của chiếc ghe nó mới phê như thế nào. Nếu mình ở bên đó thì mình chỉ nghe được tiếng máy thôi. Và cái lái của chiếc ghe này rất là đẹp các bạn. Bây giờ thì chút nữa sẽ cho các bạn xem cái khoa mà cái chiếc tàu cá mà chạy thử nó máy mới như thế nào ha. Qua đây thì anh em nào có nhu cầu đóng hoặc sửa chữa tàu cá thì có thể liên hệ anh Văn Long Nguyễn nha các bạn. Số điện thoại thì 038 23 20 204. Chiếc tàu kéo thì vẫn mạnh như ngày nào nha, nhưng mà nó bây giờ nó hơi giật quá các bạn ơi. Ngồi nó giật một cái ngay như massage vậy đó. Hồ nó rung đều 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 đều. Thì cho nó chắc.
50 ha. Bên đây thì hộp số 3 tu rưỡi, bên kia hộp số 5 tu. Bên kia thì quay không bao giờ thấy các bạn, chỉ có đi qua bên đây quay mới thấy ha. Đây là chú thợ máy nha các bạn. Đó, cái lái phía sau đây. Này giống như vậy, tức là người ta sợ cái vấn đề máy mới còn vấn đề lúp bê á, cho nên là không có dám chạy nhanh. Chạy nhanh không khéo là nó dính máy, cái là tới cũng chuyện luôn. Về phải chạy go day thêm một ngày hai ngày nữa mới có thể là chạy như ý được. Yeah, đây chưa? Đây chiếc kia sẽ chạy tới nha. Wow, nhìn cái quán tàu từ xa nhìn rất là đẹp các bạn. Má ơi, thối kìa. Wow, cắt bánh đầu luôn rồi. Má ơi, ngồi xuống thôi. Trời ơi. cái này nguy hiểm quá. Đây còn nắng rồi. Qua kia không qua. Chạy ngược nắng không mà nãy thì ở bên kia không chịu đâu. Tiếp tục kia các bạn. Thì các bạn đã xem được đua tàu cá đẹp cực kỳ. Đó, nữa là gì đây,
Rồi bây giờ ngừng lại nha. Má ơi. Wow, một cái dữ dằn nha. À, chiếc này chạy dữ lắm rồi. Dạ, chiếc này chạy dữ thiệt chứ. Không nó không 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 hút nước trời. Chạy không nhận lái luôn. Không nhận lái. Đây bây giờ thì mình sẽ đi về nha các bạn. Tạm biệt chiếc tàu cá. Thôi, bây giờ thì hôm nay là giao cho khách luôn rồi đấy. Ôi ôi đẹp thiệt. Rồi chắc có lẽ cái video mình sẽ tạm dừng ở đây nha các bạn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.